Nga đã lên án quyết định của Anh về việc gửi đạn uranium nghèo DU tới Ukraine và xem đây là động thái đánh dấu sự leo thang toàn diện. Tuyên bố này được Đại sứ quán Nga tại Anh đưa ra hôm 25 tháng 4 sau khi quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng James Heppey thừa nhận rằng đạn uranium nghèo DU của Anh đã được đưa đến Ukraine cùng xe tăng Challenger 2. Đại sứ quán viết, những bình luận của ông James Heppey là một minh chứng nghiệt ngã cho sự tàn nhẫn trong chính sách leo thang toàn diện của người Anglo-Saxon đối với cuộc xung đột ủy nhiệm mà chính họ đã gây ra ở Ukraine. Ông ấy tuyên bố rằng London không giám sát việc triển khai những vũ khí này và không có nghĩa vụ khắc phục hậu quả của việc sử dụng đạn uranium nghèo sau khi xung đột kết thúc. Đại sứ quán nói chính phủ Anh sẽ phải chịu trách nhiệm về tác động độc hại của loại đạn này và không thể trốn tránh trách nhiệm bằng cách chuyển chúng cho lực lượng Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với RT vào tuần trước, đặc phái viên của Nga tại Anh, đại sứ Andrei Kalin đã cảnh báo rằng đạn dược DU sẽ là một điều khủng khiếp cho nông nghiệp và cho người dân của Ukraine, đồng thời nói rằng dư lượng phóng xạ có thể làm ô nhiễm nguồn nước, đất trong ít nhất 6 thế hệ. Cả quan chức Anh và Mỹ đều không thừa nhận các mối nguy hiểm đối với sức khỏe liên quan đến đạn DU và bác bỏ cáo buộc vũ khí này có liên quan đến sự gia tăng các ca mắc ung thư và dị tật bẩm sinh ở Iraq. Ông Heppey cho rằng đạn uranium nghèo chỉ mang lại rủi ro về sức khỏe và môi trường ở mức độ thấp, đồng thời dẫn một nghiên cứu của chính phủ được thực hiện vào năm 2007. Ông nói thêm rằng Bộ Quốc phòng sẽ không nỗ lực theo dõi nơi các lực lượng Ukraine sử dụng đạn DU do Anh cung cấp và không có nghĩa vụ hỗ trợ các nỗ lực thu dọn sau xung đột. Tuy nhiên, theo ông Dowier, một chuyên gia thuộc Tổ chức Quan sát Xung đột và Môi trường, đạn uranium tạo ra hạt DU phóng xạ và độc về hóa học khi va chạm mạnh mục tiêu và tạo ra bụi gây nguy cơ hô hấp cho con người. Nhiều nghiên cứu khác cũng cho thấy loại đạn dược này có thể tạo ra tác động tiêu cực cho sức khỏe.